trong trận cầu thủ tục với Chelsea, Pep Guardiola tung đội hình 2, từ đó tạo ra băng ghế dự bị có tổng giá trị hơn nửa tỷ euro gồm Ederson, 40 triệu euro, Ruben Dier, 71,6 triệu euro, John Stones, 55,6 triệu euro, Ilkay Gundogan, 27 triệu euro, Erling Haaland, 60 triệu euro, Jack Grealish, 117,5 triệu euro, Rodri, 70 triệu euro, Kevin De Bruyne, 76 triệu euro, Bernardo Silva, 50 triệu euro. Với tinh thần thoải mái, đội hình 2 của nhà đương kim vô địch Premier League vẫn có màn trình diễn tốt trước Chelsea. Thậm chí, chủ nhà còn có bàn mở tỷ số ở phút 12 sau pha dứt điểm chéo góc chuẩn xác của Julian Alvarez. Chung cuộc, Man City kỷ niệm ngày nâng cúp vô địch bằng chiến thắng 1-0 trước Chelsea. Đây cũng là trận thắng thứ 12 liên tiếp của thầy trò Pep Guardiola tại Premier League. Trong khi đó, Chelsea sẽ có lần đầu tiên kể từ năm 1996 kết thúc mùa giải ở nửa dưới bảng xếp hạng.